vì một vài lý do mà giải bóng đá vô địch Đông Nam Á 2006 không được tổ chức như thường lệ mà bị hoãn tới đầu năm 2007. Đây cũng là giải đấu duy nhất từ trước đến nay không gắn tên nhà tài trợ. Đội tuyển Việt Nam khi ấy được dẫn dắt bởi huấn luyện viên Alfred Riddle và nằm ở bảng B với nhà đương kim vô địch Singapore, đội bóng nhiều duyên nợ Indonesia và đội tuyển Lào. Thầy trò huấn luyện viên Alfred Riddle đã có khởi đầu tưng bừng bằng chiến thắng rất đậm 9-0 trước đội tuyển Lào và sau đó là hai trận hòa nghẹt thở không đều trước Singapore và một đều trước Indonesia. Kết quả này khiến đội tuyển Việt Nam hiên ngang bước vào bán kết gặp đội tuyển Thái Lan. Ở trận đấu lượt đi trên sân nhà Mỹ Đình, thầy trò huấn luyện viên Alfred Riddle đã chơi không đến nỗi tồi khi tạo ra khá nhiều cơ hội, nhưng hàng thủ lòng lẻo đã khiến đội tuyển Việt Nam phải nhận thất bại 0-2. Cách biệt quá lớn khiến trận đấu lượt về trên sân khách của chúng ta chỉ mang ý nghĩa thủ tục, qua đó chính thức dừng chân tại AFF Cup 2007. Ở giải đấu này, Singapore tiếp tục bảo vệ thành công chức vô địch của mình sau khi vượt qua Thái Lan ở hai lượt trận chung kết với tổng tỷ số 3-2.